việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 là việc làm cần thiết và quan trọng đối với trẻ mẫu giáo 5 đến 6 tuổi. Vì vậy, nhằm giúp cho học sinh mẫu giáo bước đầu làm quen với môi trường tiểu học, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi bước vào lớp 1, sáng ngày 15 tháng 3, trường tiểu học Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội đã tổ chức cho trẻ 5 đến 6 tuổi của các trường mầm non trên địa bàn tham quan, trải nghiệm trường. Tại chương trình, các trẻ mẫu giáo được xem những tiết mục văn nghệ đầy sôi động với màn múa lân đặc sắc, màn ảo thuật chuyên nghiệp. Nhân dịp này, Trung tâm Anh ngữ Apollo cũng trao 6 suất học bổng Apollo cho những học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong thời gian qua. Để đón chào những em mẫu giáo tới tham quan trường, tập thể học sinh tiểu học Trung Phụng đã đồng thanh hát vang bài hát về mái trường Trung Phụng, nơi gắn liền với nhiều kỷ niệm khi các em còn cắp sách tới trường. Tham gia buổi trải nghiệm, các em mẫu giáo được tham quan khuôn viên trường, khu bán trú, các phòng chức năng, tham quan các lớp học và giao lưu với học sinh các khối của trường. Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các hoạt động sôi nổi tại các tiết học của anh chị. Với mục đích giúp các bé làm quen dần với môi trường học tập mới, mong muốn giúp cho các bé mạnh dạn, tự tin, sẵn sàng tâm thế bước vào lớp 1. Các bé được trò chuyện với cô giáo lớp 1, được cô giáo giới thiệu về trường tiểu học, về lớp 1, về đồ dùng học tập và các hoạt động học tập ở trường tiểu học khác với ở trường mầm non như thế nào. Thật sự là khi mà đến tham quan trường tiểu Trung Phụng thì mình rất là bất ngờ. Bất ngờ thứ nhất là bây giờ cái cơ sở vật chất của trường rất là khang trang. Thứ hai là cái đội ngũ ban lãnh đạo, ban giám hiệu cũng như là giáo viên của trường phải nói là rất nhiệt tình và thể hiện một cái sự tâm huyết rất là lớn đối với các con. Tổ chức cho các con một cái buổi tham quan, trải nghiệm cái khuôn viên của trường, lại còn được xem các cái chương trình nghệ thuật. Đấy thì thật sự là mình đứng với vai trò là một phụ huynh thì mình rất là an tâm và tin tưởng khi mà trong năm học 2003-2004 tới đây gửi con vào lớp 1 của trường tiểu học Trung Phụng. Đây cũng sẽ là trải nghiệm thực tế đầy màu sắc và bổ ích cho các bé, là hành trang giúp các bé vững bước, mạnh dạn, tự tin trong tương lai. Từ đó, giúp trẻ có thêm kiến thức thực tế, cũng như tạo tâm thế háo hức, phấn khởi, chủ động cho trẻ sẵn sàng vào lớp 1. Đồng thời, đây còn là một hoạt động bổ ích để trẻ được trải nghiệm, khám phá thế giới xung quanh, góp phần phát triển thể lực, trí tuệ, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non. Cô Nguyễn Thị Kim Phượng, hiệu trưởng trường tiểu học Trung Phụng cho biết. Chúng tôi muốn tạo ra một cái sân chơi hết sức vui vẻ và đoàn kết, cũng như là sự giao lưu giữa tập thể các con học sinh trường tiểu học Trung Phụng với các bạn nhỏ mầm non ở trên địa bàn của phường để biết tới một địa chỉ có thể nói là hết sức đáng tin cậy, một địa chỉ văn hóa, là một cái cơ sở môi trường mới xây hết sức khang trang, hiện đại và được Ủy ban nhân dân quận đầu tư những cái trang thiết bị dạy học có thể nói là hiện đại nhất của quận Đống Đa tính đến thời điểm này. Thế và cùng với việc là các con học sinh cũng mầm non cũng như là các vị phụ huynh học sinh họ được tham quan trải nghiệm để cảm nhận được cái không khí dạy và học hết sức nghiêm túc của cô trò trường tiểu học Trung Phụng nơi đây và thêm niềm tin yêu phấn khởi để gửi gắm con em của mình về trường trong mùa tuyển sinh sắp tới. Năm 2023, trường tiểu học Trung Phụng hoàn tất xây mới và đưa vào hoạt động tòa nhà 6 tầng, có đầy đủ các phòng học và phòng chức năng, khu vui chơi thể thao, thư viện, phòng nghệ thuật. Với cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, nhà trường kỳ vọng sẽ là môi trường tốt nhất để học sinh học tập, trải nghiệm cũng như nâng cao chất lượng giáo dục tại đây. Vâng, thực ra thì cái lộ trình để mà xây dựng một cái ngôi trường mới và đạt chuẩn mơ ước của các vị cha mẹ, phụ huynh học sinh và đáp ứng được những cái nguyện vọng của phụ huynh học sinh thì ngay từ việc là không chỉ là cái cơ sở vật chất được hoàn thiện mà bản thân hội đồng sư phạm của nhà trường cũng xác định rõ là mũi nhọn của nhà trường là mũi nhọn dạy và học. Chính vì vậy mà chúng tôi tập trung vào việc là đổi mới phương pháp dạy học cũng như là áp dụng những cái kỹ thuật dạy học hiện đại và thường xuyên có những cái chuyên đề cũng như là có những cái hội giảng hết sức là bổ ích để nâng cao chuyên môn cho các cô giáo, hoàn thiện về chuẩn hóa về bằng cấp của các cô, đồng thời là hoàn thiện về những cái chương trình và phương pháp dạy học hiện đại, đổi mới phương pháp dạy học cho các cô giáo để cập nhật với xu thế hiện nay, đáp ứng được cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.